Chúng ta cùng nhìn sang bài tập số 2, task 2 của phần sách 373, vẫn là về bài đọc số 1. Vậy với bài này thì chúng ta sẽ đọc lại bài đọc, sau đó là tìm câu trả lời cho 5 câu hỏi ở đây. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng đi vào câu hỏi đầu tiên. Các bạn nhìn vào câu hỏi đầu tiên ạ. Người ta gọi cái bức tượng người, những cái bức tượng người rất là khổng lồ ở trên vùng biển Anakena là gì? Người ta gọi là gì? Những cái bức tượng đấy là gì? Thì ngay trong đoạn đầu tiên lúc nãy chúng ta có đọc qua thì chúng ta sẽ có ngay cái câu trả lời cho câu này rồi. Josetsky là một cái họa sĩ 30 tuổi đến từ phía đông của hòn đảo ở vùng biển Nam Thái Bình Dương. Anh đang ngồi ở trên bãi biển Anakena và đang nhìn vào những cái bức tượng người khổng lồ mà có tên gọi là The Moai Moai. Vậy thì suy ra câu trả lời cho câu này của chúng ta đó là The Moai. Dạ. Câu hỏi số 2. What are the statues made of? Những cái bức tượng đấy được làm từ chất liệu gì? Làm từ chất liệu gì? Các bạn nhớ cho cô, chúng ta có một số những cái cụm từ với make, ví dụ như là be made of là làm từ chất liệu gì? Be made in, sản xuất ở đâu? Sản xuất ở đâu hoặc là được làm ở đâu? Made by, làm bởi ai? Sản xuất bởi ai? Bởi ai? Made of thành phần là gì, đúng không ạ? Vậy thì được tạo ra từ cái gì? Chúng ta cùng tìm tiếp ạ. Và những cái bức tượng này thì thường là cao từ 3 cho từ 4 cho đến 33 feet. Đây là một cái đơn vị đo của Anh. Người ta dịch ra là thước, cao từ 4 cho đến 33 thước. Và một vài trong số chúng nặng hơn 80 tấn. Chúng đã có hàng trăm năm tuổi rồi. The Moai được làm từ một loại đá mà không có tồn tại ở trên bãi biển Anakela. Vậy thì ngay trong câu này là chúng ta đã tìm được thông tin. Nó được làm từ cái gì? Thì nó chính là được làm từ đá. Vậy đáp án cho câu này của chúng ta đó chính là stone. Chúng ta chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi, còn không các bạn có thể là trả lời đầy đủ cả câu. The statues are made of stone. Câu hỏi số 3 này. How far is it from Rapa Nui to South Africa? Từ Rapa Nui tới Nam Mỹ bao nhiêu xa? How far? Có nghĩa là hỏi về khoảng cách, đúng không ạ? Hỏi về khoảng cách. Vậy chúng ta lại đọc tiếp. Những người mà làm ra những bức tượng ở những nơi khác nhau và sau đó họ di chuyển 11 dặm tới bãi biển. Vậy thì họ đã làm như thế nào? Turkey asks, Turkey hỏi. Những người Polynesia đầu tiên đã tới Rapa Nui, hay còn gọi là phía đông hòn đảo, bằng cano hàng trăm năm trước. Ở đây người ta hỏi là bao nhiêu xa thì chúng ta chưa thấy có, đúng không ạ? Vâng. Hòn đảo này cách phía tây của Nam Mỹ khoảng 2.150 m. Vậy thì từ Rapa Nui hay là phía hòn đảo phía đông cách Nam Mỹ khoảng 2.150 m, đúng không? À, 150 dặm. Vậy chỗ này chúng ta sẽ trả lời là 2.150 miles. 50 miles. Ok chưa ạ? Rồi nhìn tiếp câu hỏi số 4 đi. Câu hỏi số 4 này. Chúng ta có thể đọc là từ này là jade diamond. Nghĩ rằng là nghĩ về việc là làm thế nào để có thể di chuyển, làm thế nào người ta có thể di chuyển cái tượng người The Maui này. Jade diamond nghĩ về việc là làm thế nào người dân ở Rapa Nui có thể đã di chuyển cái tượng người The Maui. Vậy chúng ta cùng đọc tiếp này. Vâng. Cái đoạn thứ hai này chúng ta không cần đọc nữa, bởi vì chỗ này là người ta hỏi giới thiệu về về vùng đất, về cái vùng đất Rapa Nui. Chúng ta nhìn tiếp này. Có những cái ý tưởng khác nhau về cách mà
người Rapa Nui đã di chuyển những cái bức tượng người do Maui. Một vài nhà lịch sử nghĩ rằng là tổ tiên đã sử dụng dây thừng này, cây và kéo những cái bức tượng này dọc theo mặt đất. Các nhà khoa học và người nhà văn Judge Diamond nghĩ rằng là rất nhiều người đã cùng di chuyển bức tượng. Ông ấy cũng nghĩ rằng là người ta cắt chặt cây ở trên những cái trên hòn đảo và người ta cần gỗ để có thể di chuyển được những bức tượng này. Vậy thì ở đây các bạn thấy là người ta làm như thế nào? Người ta làm như thế nào? Và ở đây người ta hỏi là cách làm như thế nào, đúng không ạ? Vâng. Thế thì nhìn vào đây thì người ta Judge Diamond nghĩ rằng là rất nhiều người đã di chuyển bức tượng và ông cũng nghĩ rằng là người dân đã cắt chặt cây xuống. Đúng chưa ạ? Vâng, cắt chặt cây xuống. Vậy thì để trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ ghép hai câu này lại với nhau. Đó chính là gì? Many people moved the statues and và đúng chưa nào? Và làm sao? Và the people cut down trees on the island. Cut down trees on the island. Island. Ok. Được chưa ạ? Rồi. Các bạn ghép hai câu lại với nhau và chúng ta bỏ những cái từ mà nó không cần thiết đi để cho nó bớt dài. Câu hỏi số 5 này. Josetsky, một người dân trên đảo đã nghĩ cái gì? Ông này ông ấy nghĩ cái gì? Hoặc anh này nghĩ cái gì? Thì chúng ta nhìn sang đoạn văn cuối cùng này. Người ta có nói một câu mà Josetsky là một người dân hòn đảo này nói: I want to know the truth. Tôi muốn biết sự thật. Nhưng có lẽ là hòn đảo không cho câu trả lời cho tất cả. Và có thể là không phải là một ý kiến hay, không phải là một điều hay lắm khi mà biết được sự thật. Vậy thì Jose Turkey đã nghĩ rằng là gì ạ? The island doesn't tell all its answer. The island doesn't tell it all its answer. Đúng chưa ạ? Vâng, thế thì chúng ta bê nguyên cái câu đấy vào hộ cô. Đó là the island doesn't tell all its answer. Ok chưa? The island doesn't tell all its answer. Phần này thì các bạn vừa nghe tôi vừa viết, có thể là những cái lúc cô viết thì chữ nó hơi xấu thì sẽ ảnh hưởng đến cái phần tầm nhìn của các bạn. Các bạn cứ nhìn vào trong phần bài đọc vậy chúng ta sẽ có ngay nội dung câu trả lời đó. Vậy đấy là 5 câu của phần bài tập số 2 trang 373. Các bạn cùng đặt câu hỏi nếu như mà chúng ta có những cái thắc mắc gì đó. Được chưa nào?